Đại diện chúng ta cho một tràng pháo tay. Cảm ơn giật giật. Chương trình ban tổ chức xin trân trọng kính mời 100%. Mời ông trưởng đoàn của 10 đội bóng tham gia giải năm nay gồm thôn Năm, thôn Ngò, thôn Bễ, thôn Bầu, thôn Nẻ Roi, thôn Nghĩa, thôn Tiền, thôn Trụ, thôn Trầm và khu Thống Nhất trên một nền giải để nhận chức phần kinh phí động viên của ban tổ chức. Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời ông đại diện cho 10 đội bóng chúng ta lên nơi bục nhận giải. Đây giờ vẫn đang chuẩn bị. Lên hộ. Đang quay Canada mày không xem video ông đang quay trực tiếp đấy. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Minh, chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk lên cho phần kinh phí động viên các đội bóng tham gia giải năm nay. Vậy xin trân trọng kính mời đồng chí. Quay khoản cái đấy vào tháng. Không tí nữa. Khoản vào tí sang. Trắng bánh đâu đi. Phương vô qua tài trợ luôn mày 20.000 nhá. Ông ấy đang nghiêm đứa bảo ông qua bảo bố. Chọc cho 1.500. Đi đưa luôn về. Đi đưa luôn 15.000 đi rước này. Đi cho ra bác đưa luôn 15.000. Thế một ngựa bạch ấy, chúng tôi kéo về lên ô tô đi. Đây là lấy để đục đẩy. Đâu? Đây là. Đây là cảm ơn. Đi thuê kiểu được. Các bốn là khoai chi cũng à. Không, đây là tất cả. Với đồng khác. Đây là động viên. Động viên từng làng. Những đội nào tham gia là có. Mỗi làng hai tờ. Tiếp theo ban tổ chức xin mời lên cuộc nhận giải cầu thủ Ngọc Khởi, đội bóng thôn Bầu, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải năm nay. Vậy xin trân trọng kính mời ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thành Hưng, quyền ủy viên bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn lên xem. Kỹ thuật nhiều lắm rồi đã hay rồi, rất tốt. 9 bàn rồi. Xin trao giải cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải năm nay. Nhanh lo luồn kéo nó đóng được cả hai chân. Bắc vào thằng này nó xe thì alo xe theo nó xe, nam vào thằng này nó xe. Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thành Hưng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin mời lên mục trao giải đội bóng có tên sau đây: 1. Đội bóng Tôn Nghĩa, 2. Đội bóng Tôn Trụ để nhận đồng giải ba từ ban tổ chức và nhà tài trợ. Vậy xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Trọng Thi, phó bí thư thường trực đảng ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Mạc, phó chủ tịch ủy ban dân thị trấn và ông Nguyễn Văn Túc, đại diện công ty Sơn Đại Phú, nhà tài trợ chính của giải lên trao giải cho hai đội đoạt giải ba mùa giải năm nay. Vậy xin trân trọng kính mời. Giải mấy lần liền thì sáng rồi. Bốn nách thôi. Kín đi. Đâu vẫn hả? Chưa đâu. Hỏi chỗ chị Vi đó. Hỏi chỗ chị Vi đó. Không nên nhận quang. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Cỏ chưa đẻ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin mời liên tục nhận giải đội bóng thôn Bế để nhận giải nhì từ ban tổ chức và nhà tài trợ. Mày có bị điên không? Đề nghị toàn bộ đội bóng của thôn Bế cũng trưởng đoàn lên đường trước một nhận giải để tranh nhận giải nhì của giải năm nay. Lao à? Mày nhìn thảo xem là hôm nay đang nói gì à? Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Minh, phó bí thư thường trực ban dân thị trấn, ông Nguyễn Văn Túc, đại diện công ty Sơn Đại Phú lên trao giải cho đội bóng. Toàn sau bố trí đi.
Ôi cái anh em thấy thằng kia nó quay nó phát trực tiếp, không phải có bộ nào trong lắm, có người dịch luôn. Đúng rồi, nó bình luận ở trên bình luận ở nhà tu về hệ thống ở trên. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí. Vì ông Tân vừa bật cuối cùng ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời lên bục trao giải đội bóng Thôn Ngọ để nhận cúp vô địch giải đấu vương giải bình quân năm 2023 của ban tổ chức nhà tài trợ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đình Hưng, người ủy viên bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng dân thị trấn, đồng chí Nguyễn Văn Minh, phó bí thư, chủ tịch ủy ban dân thị trấn, ông Nguyễn Văn Túc, nhà tài trợ chính của giải năm nay, công ty Sơn Đại Phú lên trao giải vô địch và cúp tờ lưu niệm cho đội bóng vô địch Thôn Ngọ năm nay. Vậy xin trân trọng kính mời các đồng chí. Từ từ ông bận coi, đi sâu vào. Từ từ. Từ từ, từ từ. Chào xong đã. Đưa lại cha cô bận. Đưa lại cha cô bận. Lần cuối. Lần cuối. Đưa cha đi. Một hai ba. Từ từ. Để chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn nữa. Kính thưa các vị đại biểu, buổi bế mạc và trao giải bóng đá thanh niên thị trấn Lai Cách đầu xuân Quý Mão, chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đại biểu, nhà tài trợ, ban tổ chức, tổ trọng tài, bình luận viên và các đội bóng, người hâm mộ đã đồng hành cùng với ban tổ chức các giải đấu. Đến nay giải đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Căng cái kia chụp riêng cho đội bóng cái, riêng đội bóng này, quay, chụp rồi, 10 chụp rồi, điền nước vào đây, điền nước vào đây, điền đây, không nước vào đâu, là cầm dơ lên, chụp bố mày. Chào anh đi 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 phanh thôi. Từ từ cho anh lên ạ.
lẻ cho xe nó đi trước nhá. Ra phải đấy. Thank you.
đông anh ơi. Sang dần đi. Ngã ba to ấy. Thank you.
Cảm ơn anh ơi, cháu ơi. Xăng dầu. Cảm ơn anh ơi. Hey!
lên kia quay. Lên kia quay. Đi vòng đi vòng có cầu. Đi vòng đi.
trên cho giọng này. Chậm lại.
Từ từ anh ơi, từ từ, từ từ. Cho xe đi trước đi. À không, người qua còn cứ xe vào đi. Cứ xe vào đi, qua đi. Ê, cứ xe vào đi, cứ xe vào đi. Rồi. Đi 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 đi. Không mở lại được.